Trong một số bài báo gần đây, nhiều chuyên gia xã hội học cho rằng một số người Việt ngày càng hung hãn và mất dần tính bao dung. Vậy lý do vì sao nạn đánh nhau và cờ bạc lại gia tăng? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Xã hội, và bà cho rằng giới trẻ ở nông thôn đang thiếu những hoạt động lành mạnh để phát triển tâm hồn và thể chất. Vâng, xin cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VTC16. Thưa bà, dịp Tết Bính Thân này thì theo thống kê mới nhất thì có hơn 5.000 vụ đánh nhau phải nhập viện. Theo bà, cái nguyên nhân của tình trạng đánh nhau có xu hướng gia tăng trong thời gian vừa qua là do đâu ạ? Cái nguyên nhân đầu tiên thì thường là người ta cho là liên quan đến rượu bia này, rồi liên quan đến những cái va chạm trong khi tham gia giao thông. Đấy là những cái nguyên nhân mà nó nổi lên rất là dễ dàng ở trên bề mặt. Tuy nhiên, từ cái góc độ là một cái người nghiên cứu xã hội thì tôi cho rằng là đằng sau đó thì có những cái nguyên nhân sâu xa hơn nhiều. Nó bắt nguồn từ những cái vấn đề xã hội, từ cái giáo dục gia đình, giáo dục trong nhà trường và giáo dục xã hội của chúng ta nói chung. Nó bắt nguồn từ những cái vấn đề, những cái mối quan hệ xã hội, những cái bất bình đẳng xã hội, những cái vấn đề nóng mà xã hội ngày hôm nay chúng ta đang phải giải quyết, chẳng hạn như là cái tình trạng thiếu việc làm của thanh niên, cái tình trạng mà thanh thiếu niên không có những cái cơ sở, những cái địa điểm để vui chơi giải trí một cách lành mạnh. Rồi là những cái việc mà chúng ta thiếu những cái giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Những người bình thường trong ngày, những ngày thường không cờ bạc thì những ngày lễ Tết cũng có thể tham gia vào cờ bạc. Nó khiến cho cái tệ nạn này nó có cảm giác là nó gia tăng nhiều hơn trong những cái dịp lễ Tết. Cái giải pháp căn cơ nhất để giải quyết cái việc tệ nạn nhất ở nông thôn trong năm tới là như thế nào? Thiếu công ăn việc làm là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái tình trạng những cái sự căng thẳng, rồi những cái hành vi mà nó tiêu cực ở nông thôn của chúng ta, cho nên đấy cũng là một cái vấn đề cần giải quyết. Nên chăng là ví dụ như trong cái chương trình mà xây dựng nông thôn mới chẳng hạn, nên có những cái nội dung nhằm vào việc giáo dục cho thanh thiếu niên, thay vì chỉ là điện đường, trường trạm, rồi chợ, rồi là một số những cái tiêu chí khác. Nên có một cái tiêu chí về các cái lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên, vấn đề kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, thì tôi nghĩ là đấy là những cái nội dung mà chúng ta có thể làm, và không nhất thiết là phải xây dựng những cái một cái chương trình mới mà hoàn toàn có thể lồng ghép vào những chương trình hiện nay chúng ta đang triển khai. Vâng, xin cảm ơn bạn.